Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cũng ở tại Lai Châu cũng đã bắt đầu lạnh khá sâu rồi. Nhưng mà mùa này lại là mùa của lan hài, nó nở rất là nhiều. Hôm nay quay cho mọi người các loại mà đang nở sẵn trong nhà mình. Đây là chậu hài thiên số 2. Được ba hoa này, ba hoa chích chòe đấy. Chậu là ba hoa. Đây là chậu cỏ Mỹ Frog PSC. Chậu này thì cũng đã nở cách đây khoảng tầm đôi ba tháng rồi, nó lắt nhắt nở liên tục. Đi ra đây. Đây. Chậu hài complex. Cái chậu này là mình nuôi từ lúc nó bé tí, tức là ra chai đấy. Tự tay ra chai xong trồng, bây giờ nó ra hoa đây. Đây một chậu frag tên là gì mất tem rồi, mình chẳng nhớ nữa. Hoa đỏ. Đỏ ánh tím. Đây là một chậu hài rất thích, chậu Victoria Regina. Nghe nói nó là một cái loại mà hoa cần hoa chơi lâu nhất trong họ là hài đuổi. Một cần hoa này có thể trên hoặc dưới 1 năm. Những bông nọ đuổi bông kia. Vì sao nó gọi là hài đuổi ở đây này? Em nhìn kia đây. Đây là một bông nhé. Một bông nó ra đây. Thì cái cành hoa nó sẽ ra lần lượt cứ đuổi nhau ấy. Các anh em gọi nôm na là hài đuổi. Dòng này có khá nhiều loại. Thì đây là cây Victoria Regina. Đây, một cây này, cây lá hơi xấu xấu đây. Cây Liamianum thì cái này cũng đã có nụ rồi. Chắc phải tầm Tết âm lịch thì mới nở được. Ông này là ông Coro Bắc Kinh, lá cực kỳ to, đang có mèo đi. Như là còn lâu mới hoa, cái này ra riêng chắc đã có hoa chưa. Đội này ôm mèo cực kỳ lâu. Đây, cái chậu này, cái bông này mới nở rồi, bông hài thiên lý số 3. Lúc nãy là cây số 2 đầu tiên ấy, cây này bông số 3, cần hoa ngắn hơn và cái viền trắng ở trên nắp này nó cũng ít hơn. Chậu này có hai bông. Đấy, mấy ông hài hương này thì ra trái vụ nên là cần hoa hơi ngắn. Mà vớ vẩn này đẹp. Đây mình hai chậu complex. À, là cái nụ vân vân Bắc muộn. Muộn muộn thì thường là hoa nó sẽ bé hơn. Nhưng vào mùa lạnh này có thể là sẽ màu sẽ đậm hơn. Đây. Hai ông là hai ông hài gọi là hai ếch. Cực kỳ nét luôn. Cái nét nó cái Spirea. Một chậu com. Chậu này là chậu complex mà cũng gieo ra chai đấy. Loại hàng ra chai. Và gần nở rồi. Đây một cây hài rùa xanh, cái một cây va đây, nhìn nó ma mị không, gần guốc. Đây một chậu hài com xanh, hoa to đùng luôn, nó không căng được, nó to quá. Gang tay 20 cm thì nó riêng chiều rộng nó phải rơi vào tầm khoảng 17, 16, 17 cm. Rất là to. Mùa này mùa của hài com bắt đầu ra hoa. Vì mình trồng nó không can thiệp với bất kỳ cái gì vào nên là hoa sẽ sớm hơn một chút. Còn đúng ra người ta
trong nhà kính người ta đã điều tiết được thì cây này sẽ là cây hoa chơi Tết. Cái chậu này nhỏ này cũng có 3 nụ liền. Đây. Chậu kim hài Lai Châu đây. Đây mới đúng là kim hài Lai Châu này. Hay còn lại hài vàng đấy. Kim hài vàng. Chẳng hiểu sao lại gọi là kim hài vàng, bị bẩn thân chữ kim nó đã là vàng rồi. Thôi thì có nhiều loại thì cứ gọi thế, người ta cứ gọi thế. Còn con nụ này. Đây một chậu hài cũng hài complex nhưng mà hàng này hàng có tem, hàng công ty đấy. Trên thị trường những cái hài com kia là hài mất tem, tức là giá trị nó sẽ bớt đi. Những cây này cây còn nguyên tem, nguyên tem từ vườn sản xuất này. Nhưng hàng này sẽ cao giá hơn một chút, mà cái màu này cũng là một dạng màu mới và ít có. Cây này là cây hài Jackie, hàng của Tuyên Quang này. Chủ số này chưa biết thế nào, đợi nở hoa ra thì tính. Đến đây vẫn vị cái mùi này nó át. Hài thì không có mùi nhé, nhưng mà cây bạch ngọc này thì thơm thôi rồi, thơm nhức mũi. Thôi tranh thủ buổi trưa quay lại một chút video cho mọi người xem. Thôi cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi.